Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trương Quỳnh Anh và team bất ngờ khoe ảnh du lịch Đà Lạt cùng thời điểm. Team Trương Quỳnh Anh là từng là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trong showbiz Việt. Cả hai chưa kịp thực hiện đám cưới hoành tráng đã chính thức đường ai nấy đi. Mới đây, nữ ca sĩ và chồng cũ gây chú ý khi khoe khung ảnh đang ở Đà Lạt thời điểm lại trùng nhau. Trương Quỳnh Anh đang uống cà phê tại một không gian xanh mát. Sau nhiều tháng giãn cách xã hội, các nghệ sĩ gần đây ngoài việc quay trở lại với phim trường thì họ đã bắt đầu có những chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Lạt hoặc các địa điểm khác. Trương Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng đến thành phố Sương Mù để thư giãn sau thời gian ở yên tại nhà. Cô thả thính, Đà Lạt lạnh và mưa, anh đã ăn sáng chưa? Điều bất ngờ hơn khi team chồng cũ của nữ ca sĩ cũng khoe bức ảnh đang ở Đà Lạt. Anh check-in tại sân golf và không gian này khá trùng hợp với quang cảnh mà Trương Quỳnh Anh đang ngồi uống cà phê. Ngay lập tức mọi người xôn xao khi thấy cả hai đang cùng đi du lịch một địa điểm một thời gian hệt nhau. Team cũng dành thời gian đi hưởng không khí lạnh. Nữ ca sĩ rất hào hứng vì đã lâu mới được đi du lịch. Riêng team khi được hỏi có phải bạn gái là người chụp bức ảnh, nam ca sĩ cho biết mình vẫn đang ế và hiện đang đi làm. Câu trả lời này đã giải đáp cho thắc mắc liệu cả hai có cho nhau cơ hội hay không. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người thấy cả hai đi du lịch chung một địa điểm. Vào tháng 5 năm 2021, Trương Quỳnh Anh team cũng đã đặt chân đến Phú Quốc. Họ dẫn con trai đi du lịch và khoe ảnh cùng một thời điểm. Rất nhiều tin đồn tái hợp, nhưng cả hai không muốn nhắc đến chuyện đời tư, cá nhân trên mạng xã hội. Trước đây, Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn, nhưng họ vẫn sống chung một nhà. Có khá nhiều chi tiết chứng minh cho điều này. Họ tan vỡ tình cảm, nhưng vẫn muốn cho con trai có cảm giác gia đình, đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Về sau này, cô mới quyết định dọn ra riêng và hiện vẫn đang sống ở một căn hộ cao cấp. Nhóc Tì sẽ ở với ba hoặc mẹ, tùy thuộc vào lịch trình công việc. Họ không có khó khăn trong việc ai là người nuôi dưỡng con chính mà đều có trách nhiệm chung. Hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Tim đều độc thân, chưa ai giới thiệu mối tình mới sau tan vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết mình hài lòng với cuộc sống lẻ bóng ở thời điểm này vì cô thích cảm giác nhẹ nhàng, không vướng bận. Người đẹp đã trải qua nhiều điều không hay, những mâu thuẫn với chồng cũ, nên sau khi ly hôn, cô như tìm lại chính bản thân mình, tâm lý cũng thoải mái hơn. Trương Quỳnh Anh chỉ muốn dành thời gian cho công việc và chăm sóc con trai cưng. Trương Quỳnh Anh nói về chuyện đi du lịch sau ly hôn với Tim. Nữ diễn viên có suy nghĩ khá thoáng, tan vỡ nhưng vẫn giữ đúng trách nhiệm là ba mẹ của con trai. Cô rất muốn tạo không khí gia đình cho Susie, nhưng mỗi lần như thế đều sẽ xuất hiện những bàn luận không hay. Trương Quỳnh Anh từng bày tỏ, cũng khá lâu rồi chưa có cuộc đi chơi nào giữa ba người. Quỳnh Anh suy nghĩ khá thoáng, mình hết yêu rồi thì mình sẽ làm bạn. Mình cũng có thể cùng nhau đưa con đi chơi, nhưng khán giả lại chú ý quá nhiều về vấn đề này. Mỗi lần mình đi chơi đều bị chụp hình lén lại và họ cứ nghĩ tại sao cả hai lên báo tuyên bố ly hôn rồi nhưng giờ cùng dẫn con đi chơi. Nhưng rõ ràng một điều rằng ly hôn hay gì đi nữa thì chung quy lại mình muốn con mình hạnh phúc. Cả hai vẫn là ba của Susie, vẫn là mẹ của Susie. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.